Trò chơi vẽ hình đoán chữ. Giống như tên gọi, nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ nhận đề bài là các từ khóa của thầy xoay, sau đó vẽ lại mô tả từ khóa đó trên bảng, sao cho các thành viên còn lại của đội có thể đoán ra đáp án là gì. Đương nhiên rồi, nghiêm cấm mọi hành động tiết lộ đáp án một cách lộ liễu trắng trợn. Dù chỉ là một trò chơi khởi động đầu giờ, không biết liệu lần này nhóm trưởng Khánh Vân có dẫn dắt đội mình đi đến chiến thắng hay không. Hãy cùng xem bốn đội thể hiện ra sao nha. Bấm một từ khóa đi. Bấm giờ mọi người ơi. Ôi. Ôi cái gì vẽ đi. Bắt đầu. Xong là có một cô gái. Wow. À. Bạn này chắc chắn là bạn biết vẽ. Đội mũ nồi là họa sĩ hả? Hà Lan đang viết lên cây. Hà Lan đang viết lên cây. Oh, ok. Chính xác. Không cần phải nghe xong. Cảm ơn tôi đây. Cảm ơn tôi đây. Nào, cái thứ hai. Ok, rồi. Đừng tán hộ nha. À, rồi, rồi. Doraemon. Thầy Tiến Dũng. Thầy Tiến Dũng. A hoài. Bịch cái miệng. Chấp nhận được, nó để trong đây là giáo sư xoay. Nên là mình cũng có thể chấp nhận được xuất. Hay quá ha. Hay quá, mình lanh quá ha. Sao bé lần đội mình nó không biết mỹ vậy hả? Sao bé không được. Cái dòng hay vậy đâu. Gì nào? Ok, ok, vẽ người tuyết hả? Idol. Rồi. Không. Cái này mà không đoán ra là bị phạt. Cái này phải bị phạt thầy ạ. Ông Cú Ly đấy. Đó chính là con ông Cú Ly đấy. Tất nhiên là nó vẽ hơi xấu một chút. Hơi giống cái kẹo mút. Hay là thầy, hình như hai bạn này chưa gặp con ông đó thì phải. Không à. Thì hồi nãy, bây giờ con ông thì nó phải hút mật chứ đúng không? Amulet không hút mật. Cái ngòi của nó. Cái này nó không có khái niệm gì con ông rồi thầy ơi. Không phải, con ong đấy nó có ngòi. Con ong ở dưới mà chúng ta nó có ngòi. Con mascot là có ngòi đấy, nó giấu đằng sau cái áo thôi. Cái em vén áo nó ra nó có cái ngòi dài lắm. Mà ngòi đằng sau phải ngòi đằng trước nhé. Người chuyên nghiệp nó phải khác đó. Rồi, chuyên nghiệp luôn hả? Rồi ok, nào bắt đầu. Rồi, biết rồi. Rồi, bắt đầu. Tính đi. Vẽ thôi. Vẽ thôi, vẽ thôi. Trời ơi. Sao mình không? Mình tỉnh táo lên em. Ok, nhưng mà đây chỉ góp ý như này thôi. Em vẽ xong thì em đừng diễn tả, tại vì em diễn tả làm hai thằng nó còn khó hiểu hơn. Em cứ như này. Hai thằng lại trợn mắt lên nhìn nhờ. Có cái gì đấy? Nó không nhìn cái này, nó nhìn em ý. Khổ. Nào. Ok, rồi. Đồ vật. Em cũng không biết phải vẽ cái này làm sao luôn á thầy. Cái tu chiên. Rồi. Hợp 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 Việt Nam. Hợp 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 Việt Nam. Rồi, chính xác. Nó vẽ như một con bù nhìn thôi mà cũng nhận được ra là Võ Việt Nam bọn này giỏi thật. Ok, tiếp tục. Cái này team này thắng là nhờ đồng đội đó, trời ơi. Ông thành đơn vậy. Ấy này chiều tượng nha mọi người. Cái này nó mà đoán được thì thầy đúng rồi. À rồi, biết rồi. Có cá nha, đây là đó. Này không được nói chứ. Để người ta tự hiểu. Đó là vô cực. Cái đó là mà... Chính là cái lúc nãy em tưởng nhầm đấy. Biết rồi, đúng rồi đấy. Rồi, ok, rồi nào mà các em. Một phút bắt đầu, đoán đi, nào các em. Ca sĩ, rồi, tiếp tục. Không được nói. Không được nói. Ca sĩ, Cao Thái Sơn. Đúng một chữ. Không được nói. Sơn Tùng. Gần đúng rồi. Đúng rồi. Còn 30 giây nữa, tiếp tục đi. Tùng Sơn. Cho nó bức tranh cho đẹp. Và hôn tôi từ đó. Mời em về số. Người tuyết. Lại một Elsa. Biết luôn. Lại ca sĩ tiếp. Cũng lại ngôn nhạc. Nó chép tranh luôn này. Copy tranh rồi thầy. Đấy, chép rồi. Cái này không những quan trọng khác ở cái gì đây. Rồi. Hàng rào. Đoán đi. Chính xác.
Thế mà bạn ta. Nhưng mà từ từ đã. Dạ. Thầy không hiểu cái này là tại sao, tức là nó cân bằng như này thì gọi là bình ấy hả? Dạ không. Thế sao? Là chữ T ấy. Thì anh chữ T này. Chữ T có tính là phạm luật không? Phạm luật. Phạm luật. Đó là phạm luật tính. Yeah. Ai lại chơi viết chữ? Nhỏ sao khó vậy? Nhỏ sao khó vậy? Do mình bốc thôi mà. Do ăn ở thôi. Với cái là toàn mấy cái khó là cuối thôi. Rồi. Có phải là hơi mình cuống rồi? Cuống rồi. Lại tiếp tục. Lại một ca sĩ khác. Ca sĩ rồi. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Chính xác. Ok. Được. Vẽ ra con công là được rồi. Dự là cái tương lai của nhóm 4 là không suôn sẻ. Chắc chắn rồi, chả nhóm nào suôn sẻ đâu. Cái này chỉ cần vẽ được ra một cái keyword nào đấy là nó sẽ đoán được. Lặng im. Lại ca sĩ. Lại là một người. Ca sĩ. Ca sĩ Bích Phương. Này là nam ca sĩ. Lại một người nữa. Mình chính xác. Mình là đúng rồi. Phải nói là xuất sắc. Rồi, mời em về chỗ. Nên bây giờ đến đội của Nikki. Rồi, một trái tim. Gì đây? Rồi, có thể là một con người. Rồi, con người này có mỏ. Tay cầm một cái kem. Xong là cái gì đây? Con lợn hay con gì đây? Con này con bò hả? Con trâu. Trâu bùi, chính xác rồi. Chính xác. Chỉ cần vẽ con trâu thôi là đủ rồi, nào. Tại nó không biết vẽ chữ bùi thầy. Chữ bùi biết sao ta? Khó. Gần chữ bùi đen biết. Lại là ca sĩ. Lại có nốt nhạc đùa chứ bọn này sao nó giống nhau vậy? Rồi, tiếp tục. Nào. Thầy ơi, bên này muốn giành điểm được thầy. 5. Ê, ai cho chơi tiếng Trung Quốc? 4. Ai đi tiếng Trung Quốc? Công điểm. Từ, thầy ơi, cho bạn này đáy có đúng không ạ? Đáy đáy thử thầy. Chị ca sĩ Trúc Nhung. Chính xác. Biết sao không? Em vẽ cái đó dễ bị hiểu lầm thành cây tre. Nào, sao nào? Trời ơi, mừng chồng luôn. Một con người nhỏ hơn. Một người to chỉ vào người to. Bố đầu to, con đầu nhỏ. Còn 30 giây. Bố ơi, mình đi đâu thế? Con nói nhỏ. Em một lời trước khi sang rồi. Bố ơi, mình đi đâu thế? Rồi. Hết giờ. Quái mà khó lắm đi. Quái mà khó lắm đi. Bảo anh. Trời ơi. Trời ơi. Rồi cái to cái nhỏ đó là sao vậy? Thằng to hơn là thằng anh. Thằng bé là thằng em. Nhờ khả năng vẽ xuất sắc và đồng đội rất hiểu ý nên nhóm của Khánh Vân đã giành được 3 điểm xếp thứ nhất, còn đội của Nikki thì chỉ ghi được 1 điểm đứng bét bảng. Như vậy với trò chơi lần này, nhóm trưởng Khánh Vân đã có thể nở may nở mặt với các bạn trong lớp được rồi. Đội xuất sắc nhất là đội của Khánh Vân. Người đã phá được cái dớp là chơi toàn thua. Hôm nay là Khánh Vân làm đội trưởng đã lãnh đạo cả đội chiến thắng. Dạ, cảm ơn đội mình. Chị vẽ đẹp lắm chị ơi. Cuộc thi ngày hôm nay không tính vào điểm rèn luyện, cũng không tính vào điểm chuyên cần, cũng không tính vào điểm gì cả. Chỉ đơn giản, đó là để thầy nhìn xem khả năng vẽ tranh và cảm nhận mỹ thuật của các em đến đâu. Sau khi các em thực hiện xong thì thầy có thể kết luận rằng là lớp mình vẽ xấu và khả năng cảm nhận nghệ thuật của lớp mình là kém. Chính vì thế, sau đây chúng ta sẽ đến với một giờ học rất quan trọng, đó là giờ học màu sắc và mỹ thuật.